Theo quy định trước đây của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, xe máy được phép lưu thông qua hầm từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Sau 9 tháng đưa vào sử dụng, trong hầm Thủ Thiêm đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 13 người bị thương. Trong năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hơn 31 tỷ đồng để vận hành, bảo trì đường hầm. Hầm Thủ Thiêm là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, hạng mục quan trọng nhất trong dự án xây dựng đại lộ Đông Tây. Công trình có chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.